Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại Lê Hoàng Studio. Ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép mở hộp nhanh để chia sẻ cho anh chị và các bạn một dòng micro đến từ thương hiệu Sennheiser của Đức. Đó chính là con E835S. Kiểu dáng micro anh chị và các bạn chúng ta cũng thấy ở trên màn hình như thế này. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ đập hộp nhanh cho anh chị bạn chúng ta cùng xem nha. Xem bên trong như thế nào ha. Rồi, bên trong thì chị bạn thấy là nó để micro phải nói là rất là chắc chắn. Như thế này khi mà vận chuyển cho anh chị và các bạn thì sẽ bảo quản micro được tốt hơn cũng như tránh va đập. Và một cái điều mà Lê Hoàng thấy là cái sự thiết kế bên trong nhìn nó rất là đẹp mắt nè. Rất là đẹp mắt. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ lấy từng cái phụ kiện ra ha. Ở đây thì nó sẽ có một cái đế micro như thế này này. Thì cái này anh chị và các bạn chúng ta có thể gắn micro vào trong này, sau đó chúng ta sẽ gắn lên trên một cái chân đứng micro hoặc là chân kẹp bàn, chân để bàn vân vân để cố định micro lên. Và một cái điểm mà Lê Hoàng rất là thích đó chính là ở trên cái đế nó cũng có cái logo của Sennheiser như thế này à. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, rất là chắc chắn luôn. Rồi, ở đây thì nó cho chúng ta một cái ren bên trong luôn nè. Tùy theo cái kích thước của cái chân mà chúng ta sẽ sử dụng ren nhỏ hay là chúng ta sử dụng cái to bên ngoài thế này ha. Nếu mà sử dụng cái to chúng ta tháo cái ren này ra thôi, cũng rất là dễ thôi. Đây chính là con micro Sennheiser E835S. Anh chị và các bạn chúng ta cùng thấy đây. Cái cảm giác đầu tiên khi mà Lê Hoàng cầm cái con micro này trên tay thì nó khá là nặng ha. Khá là nặng, khá là chắc tay. Và cái màu sắc nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn này. Cái màu này thì nó kiểu như là màu xám lông chuột, nhưng mà khi mà có ánh đèn chiếu vào á, nó có một chút gì đó ánh xanh xanh lên nè, chúng ta nhìn thấy rồi, nó rất là đẹp ha. Và ở trên này nè, Lê Hoàng cầm, Lê Hoàng cảm giác nó rất là mịn ha. Cái màu sơn nó rất là đẹp, rất là sang. Rồi ở trên cái đầu micro nè, anh chị bạn thấy nó có nguyên một cái màu full đen như thế này đó. Nó làm cho cái micro của chúng ta rất là hài hòa. Và cái kiểu dáng nè, nó gọn thôi chứ nó không phải là quá to. Ở đây thì chúng ta thấy nó có một cái logo ha. Đây là Sennheiser và tên của sản phẩm là E835S. Và nó có một công tắc nguồn on off như thế này đó. Rồi. Và ở đây thì nó sử dụng là đầu XLR Canon ha. Thì khi mà anh chị và các bạn mua micro như thế này thì chúng ta trang bị thêm một cái dây micro nữa ha. Thì tùy theo thiết bị mà chúng ta sẽ sử dụng dây như thế nào thì anh chị và các bạn chúng ta cứ chia sẻ. Cái con micro này là một dòng phải nói là rất là thương hiệu, cho nên là về chất lượng thì Lê Hoàng cũng không cần phải bàn gì nhiều với anh chị và các bạn. Cái con này thì anh chị và các bạn chúng ta có thể kết hợp với lại các dòng sao cạc, mixer để chúng ta có thể hát thu âm, live stream, hoặc là chúng ta có thể hát karaoke trong gia đình cũng rất là tuyệt vời. Ngoài micro và một cái đế ra thì bên trong chúng ta vẫn còn nha, ở dưới đáy hộp anh chị và các bạn chúng ta đừng bỏ qua, đó chính là một cái túi như thế này. Đây là cái túi đựng ở trên này, nó cũng có in logo sản phẩm rất là đẹp nè. Rồi. Chúng ta có thể để micro vào trong trường hợp chúng ta muốn di chuyển hay là chúng ta mang đi chỗ này chỗ kia thì nó bảo quản micro rất là tốt, tránh trầy xước ha, làm mất thẩm mỹ cái micro của chúng ta. Sử dụng micro nếu mà anh chị và các bạn yêu thích á, mà thấy nó có một cái điểm trầy chúng ta cũng rất là khó chịu. Và trong này thì nó có một cái sách hướng dẫn cũng như thông số kỹ thuật chi tiết ha. Thì có thời gian anh chị và các bạn chúng ta mở ra xem. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại thì giọng của Lê Hoàng nó đang bị nghẹt mũi một tí, cho nên chị và các bạn chúng ta nghe nó sẽ hơi ngợp ngợp. Có gì chị và các bạn bỏ qua cho Lê Hoàng nha. Ở đây là Lê Hoàng đang test con micro Sennheiser E835S. Phải nói là Lê Hoàng cực kỳ thích cái dòng micro này. Và nếu mà anh chị và các bạn chúng ta kết hợp cái con này với lại con Mackey Robit 6V3 của Mỹ nữa thì phải nói đây là một combo vô cùng tuyệt vời và đa năng cho anh chị và các bạn. Chúng ta thu âm, live stream nè, giống như Lê Hoàng đang thu vào trong điện thoại anh chị và các bạn đang xem. Kết nối đơn giản và truyền một dây vào trong điện thoại. Camera vừa mở quay video vừa thu lại luôn. Hoặc là live stream lên trên các app như là Facebook, TikTok nè. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp cái bộ này để karaoke vô cùng hay, không thua
gì phòng trà kết hợp với lại âm ly nè, loa di động nè, hay là những cái loa mà karaoke như là Boss S1 Pro, JBL Battibox chẳng hạn, thì phải nói là không có gì để chê hết. À, không phải là đang bán mà lại chia sẻ thần thánh như thế này, nhưng mà phải nói là rất là tuyệt vời. Tại vì với uy tín của Lê Hoàng trong suốt thời gian vừa qua chia sẻ cho anh chị và các bạn rất là nhiều những dòng sản phẩm, thì cái nào phải nói là hay thật sự Lê Hoàng mới chia sẻ cho anh chị và các bạn. Còn những cái dòng nào mà nghe nó dở dở gương là Lê Hoàng bỏ qua và không có kinh doanh dòng sản phẩm đó. Rồi, giờ Lê Hoàng sẽ hát một đoạn cho anh chị bạn chúng ta cùng nghe nha. Lê Hoàng hát không hay, chỉ là anh chị và các bạn chúng ta nghe cái chất âm thôi nha. Đàn như một đó không phải hướng dẫn theo hót theo những ngày dài cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan nhặt lại từng cánh rụng rời nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đáng ngon dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình sương rơi trên cánh lụa hồng, thấy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng không cho mình. Phải nói là giọng của Lê Hoàng thì nó đang bị ngợp ngợp nha, nên chị và các bạn chúng ta có gì thông cảm cho Lê Hoàng. Ở đây là Lê Hoàng đang test trên con Mr. Mackey rồi biết 63 của Mỹ, cho nên là chị và các bạn chúng ta có thể tùy chỉnh được 24 chế độ vang, đặc biệt là chế độ số 12 delay kết hợp với reverb và kết hợp với con Sennheiser E835S này thì phải nói là điều tuyệt vời. Có nhiều chị và các bạn xem xong đến đây thì sẽ có nhiều cái nhận xét, chẳng hạn như là à Hoàng ơi sao tiếng nhạc nhỏ quá, hay là tiếng micro to quá, hay là tiếng vang nhiều quá, thì mấy cái này là tùy anh chị và các bạn hết nha. Ví dụ tiếng nhạc nè, to nè, nhỏ nè, rồi tiếng micro chúng ta muốn to lên nè, hay là nhỏ lại nè, hay là tiếng vang chúng ta muốn tiếng vang nó ít nhiều thế nào đó, thế này ví dụ nè, tắt vang luôn nè, không còn chút tiếng vang nào hết, rồi lên nè, lê 6 1 2 3 4, ít nhiều như thế nào đó thì tùy ý chúng ta thôi, nên là anh chị và các bạn chúng ta thoải mái tùy chỉnh ha, chứ không phải là nghe clip xong nó như vậy thì sản phẩm sau này nó sẽ như vậy, không có, chúng ta tùy chỉnh được hết. Thì nếu mà anh chị và các bạn chúng ta yêu thích dòng sản phẩm này thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, có Zalo, cũng như truy cập vào website lehoangstudio.com, trên đó có đầy đủ thông tin chi tiết giá cả, và anh chị và các bạn chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp trên đó. Yêu thích dòng sản phẩm này thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng, cũng như là nhấn vào cái nút subscribe, đăng ký kênh YouTube cũng như cái chuông bên cạnh, để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được ngay lập tức nha. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.